Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với môn học giáo dục thể chất bộ sách Chân trời sáng tạo. Thầy xin được giới thiệu, thầy tên Nguyễn Văn Lộc, là giáo viên dạy giáo dục thể chất năm học 2021-2022. Hôm nay tình trạng sức khỏe các em có khỏe không nè? Nếu các em có khỏe thì chúng ta tiến hành vào cùng học tập, tiếp tục với chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Thì với chủ đề này, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 6, các động tác quỳ cơ bản. Tiết 49 là chúng ta cùng ôn tập quỳ cao, học nội dung mới quỳ trên một chân và cùng làm quen trò chơi nói hàng về đích. Giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung đầu tiên, phần mở đầu. Về mục tiêu bài học, thì bài học này chúng ta biết và thực hiện được các tư thế quỳ cao và quỳ trên một chân. Và thứ hai là các em học sinh cùng tham gia tập luyện tích cực. Và thứ ba là các em có thể biết và vận dụng vào cuộc sống và trong sinh hoạt hàng ngày, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao. Về địa điểm phương tiện nè, các em chọn địa điểm như sân nhà, phòng tập gia đình, nơi rộng rãi, thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ, và hay tận dụng một khoảng đất rộng của gia đình tùy vào điều kiện của mình. Về phương tiện là trang phục gọn gàng, dễ vận động, giày thể thao hoặc thảm nếu có. Tiếp theo các em sẽ vào phần khởi động. Các em lưu ý, trong tất cả các tiết học thể dục nào cũng vậy, các em phải khởi động trước khi luyện tập động tác để cơ thể mình nóng lên và các cơ khớp của chúng ta được linh hoạt hơn, tránh đi những chấn thương không cần thiết. Thì bài khởi động của chúng ta là thực hiện trước khi tập luyện thể dục, gồm xoay các khớp vai, cánh tay, khuỷu tay, xoay hông, xoay gối, cổ tay, cổ chân, gồm các động tác các em xem ở trên hình. Giờ đây chúng ta bắt đầu vào bài khởi động. Bài khởi động bắt đầu. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay, cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Đổi dưng đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi là chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học. Hoạt động kiến thức mới. Phần hoạt động kiến thức mới này, chúng ta bắt đầu ôn tập vào nội dung thứ nhất, đó là quỳ cao. Tư thế chuẩn bị của quỳ cao thì như các em đã biết, thì chúng ta đã học ở tiết trước. Tư thế chuẩn bị quỳ cao, khi nghe hiệu lệnh quỳ cao bắt đầu thì các em tiến hành từ từ nâng thân người lên, lưng thẳng, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn thẳng về trước, cho tới khi nào hô thôi thì các em trở về tư thế chuẩn bị. Thầy hô lại, từ tư thế chuẩn bị đó là quỳ thấp, khi nghe hiệu lệnh quỳ cao bắt đầu, các em thực hiện trên hình, đó là từ từ nâng thân người lên, lưng thẳng, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn thẳng về trước, cho tới khi nào chúng ta hô thôi thì các em trở về tư thế chuẩn bị. Ở tư thế này các em lưu ý cho thầy một số sai lầm thường mắc, đó là khi chúng ta nâng thân người lên, trọng tâm chúng ta ngã về trước, đó là tư thế sai. Tư thế thứ hai là chúng ta hạ mông xuống, tức là hạ thấp trọng tâm, tức là mông mình và lưng không thẳng, dẫn đến tư thế sai. Và tư thế sai thứ ba đó là hai cái chân chúng ta, hai gót chân không chập lại, dẫn đến hai chân chúng ta tách ra thì chúng ta rất là khó giữ thăng bằng, dẫn đến tư thế sai. Các em rõ chưa nào? Rồi, rõ thì các em để thấy rõ hơn về tư thế các em. Giờ đây chúng em tiếp tục xem thầy thị phạm động tác quỳ cao. Bắt đầu. Giờ các em xem trực diện nha. Rồi, các em xem tiếp tục. Rồi, vừa rồi các em đã xem hai tư thế mà thầy thị phạm. Thì chúng ta cũng đã xong được phần thứ nhất, đó là quỳ cao. Giờ các em tiếp tục. Nội dung thứ hai của bài học hôm nay, đó là quỳ trên một chân. Ở nội dung quỳ trên một chân này, thì các em vừa rồi cũng đã quan sát tư thế quỳ cao. Thì quỳ trên một chân có tư thế chuẩn bị, đó là quỳ cao. Thì từ tư thế chuẩn bị quỳ cao này, cũng các em cũng tương tự phải thực hiện khẩu lệnh. Khi các em nghe hiệu lệnh quỳ trên một chân bắt đầu, thì các em từ từ bước một chân rộng về trước, lưng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng về trước. Rồi các em nghe thầy hướng dẫn lại. Đó là tư thế chuẩn bị quỳ trên một chân là tư thế quỳ cao. Thầy nhắc lại, từ tư thế chuẩn bị là quỳ cao, các em nghe hiệu lệnh quỳ trên một chân bắt đầu, thì các em bước một chân rộng về trước, lưng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng về trước. Rồi, ở tư thế này các em chú ý cho thầy một số điều mà chúng ta rất là dễ sai. Đó là cái sai thứ nhất, các em bước cái chân về trước, chúng ta bước một chân rộng quá, làm cho chân của mình không vuông góc, tức là chỗ đầu gối á, chúng ta không vuông góc, dẫn đến tư thế sai, là cái người chúng ta bị chồm về trước. Hoặc là bàn chân chúng ta bước ngắn quá, sát với cái chân quỳ, dẫn đến cơ thể mình sẽ bị ngã về phía sau. Đó là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là khi các em bước một chân về trước rồi, tay quên chống hông, dẫn đến tư thế sai. Và cái sai thứ ba là cái lưng của chúng ta không thẳng, lờ mắt khi chúng ta không nhìn thẳng về trước hoặc là nhìn qua nhìn lại, dẫn đến tư thế sai. Các em chú ý một cái số sai mà chúng ta thường hay mắc đó,
để chúng ta tránh trong quá trình tập luyện dẫn đến tư thế sai. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát hình ảnh thực tế mà thầy đã thị phạm cho các em xem đây. Rồi các em quan sát. Rồi các em xem lại tư thế thứ hai. Rồi vừa rồi là các em đã xem được tư thế quỳ cao mà thầy đã thực hiện hai hướng cho chúng ta xem. Các em thấy có rõ không nè? Tiếp tục chúng ta vào nội dung tập luyện. Các em lưu ý trong quá trình tập luyện chúng ta cũng thực hiện tập luyện cá nhân, nên thực hiện lại tư thế cho nó đúng và nhớ lâu tư thế. Ở tư thế này luyện tập cá nhân, thứ nhất là các em phải hô hiệu lệnh. Ví dụ quỳ cao thì các em sẽ hô khẩu lệnh là quỳ cao và thực hiện cho thầy vài lần, đó là 3 đến 5 lần để các em thực hiện đúng tư thế và nhớ tư thế lâu. Tiếp tục tư thế thứ hai mà các em cần tập luyện hôm nay, đó là quỳ trên một chân. Các em cũng hô hiệu lệnh và thực hiện cho thầy 2 đến 4 lần. Ở tư thế này các em lưu ý cho thầy một điều, đó là quỳ chúng ta phải thực hiện đổi chân, do đó các em luyện tập cũng luân phiên chân này xong chúng ta sẽ thực hiện tiếp chân kia từ 2 đến 4 lần luân phiên đổi chân cho thầy nha. Và các em lưu ý cho thầy trước khi thực hiện tư thế, các em quan sát hình ảnh và video minh họa để thực hiện chính xác hơn tư thế. Các em có rõ phần luyện tập cá nhân như thế nào? Giờ chúng ta tiếp tục vào nội dung tiếp theo của bài học hôm nay, đó là chúng ta cùng làm quen với trò chơi nói hàng về đích. Ở trò chơi này, cái mục đích yêu cầu của trò chơi đó là rèn luyện kỹ năng vận động, phản xạ và khả năng phối hợp làm việc nhóm. Rồi chuẩn bị thì chúng ta có sân bãi rộng, còi, thảm. Rồi cách chơi, sau đây thầy xin hướng dẫn cho các em cách chơi. Thì lớp chúng ta sẽ được chia thành các nhóm bằng nhau, xếp hàng dọc trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh, em đầu hàng, tức là bạn đầu hàng đó, chạy nhanh lên vạch giới hạn, thực hiện tư thế quỳ thấp. Khi em đầu hàng thực hiện xong thì em thứ hai chạy nhanh đến trước mặt em thứ nhất, cũng thực hiện tư thế quỳ thấp, sao cho bạn thứ nhất chạm được vào vai bạn thứ hai. Và em tiếp theo cứ thực hiện như vậy cho đến khi chạm được vạch đích. Và nhóm nào chạm được vạch đích trước là nhóm chiến thắng. Các em có rõ cách chơi như thế nào? Các em lưu ý trò chơi này, nếu như chúng ta hai tay của bạn thứ nhất không chạm được vai của bạn thứ hai là chúng ta sẽ vi phạm luật chơi. Chúng ta chú ý để thấy rõ hơn cách chơi của trò chơi này, các em cùng xem video clip ngắn để các em thấy rõ hơn cách chơi của trò chơi. Rồi sau đây các em xem cách chơi của trò chơi nói hàng về đích. Trò chơi nói hàng về đích, sẵn sàng. Rồi bạn thứ nhất quỳ xong, rồi bạn thứ hai tiếp tục. Bạn thứ ba quỳ xong, bạn tiếp tục. Thứ tư quỳ xong, tiếp tục. Lưu ý, khi chưa đến đích thì bạn đầu hàng trở lại tiếp tục nha, cho tới khi nào tới vạch đích. Rồi, đó, trò chơi chúng ta đã tới vạch đích thì mới chiến thắng nha các em. Rồi, vừa rồi là các em có thấy rõ cách chơi của trò chơi này chưa nè? Rồi, thấy rõ thì trò chơi chúng ta cũng kết thúc ở đây. Các em có nắm được trò chơi chưa? Nếu nắm thì chúng ta cũng kết thúc bài học hôm nay. Giờ chúng ta tiếp tục. Để cơ thể trở về trạng thái bình thường, các em sẽ tiến hành hồi phục để cơ thể mình trở lại trạng thái như ban đầu. Thì thực hiện một số động tác thả lỏng giúp các em hồi phục nhanh khi tập luyện, như là hít thở, kết hợp thả lỏng tay, chân, rung tay và rung chân. Các em sau đây cùng quan sát video và thực hiện theo thầy nha.
Rồi, vai thả lỏng, bắt đầu. Hít thật sâu vào, cúi xuống thở ra. Rồi, hít thật sâu vào và cúi xuống thở ra. Rồi, hít thật sâu vào bằng mũi, cúi xuống thở ra bằng miệng. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục, hít bằng mũi, cúi xuống thở ra bằng miệng. Rồi, rung tay rung chân, chúng ta rung thả lỏng nhẹ nhàng ra. Rồi, các em lưu ý rung nha. Rồi, đổi chân. Rồi, tiếp tục đổi chân. Rồi, các em tiếp tục đổi chân. Rồi, thôi. Rồi, vừa rồi là chúng ta đã thực hiện thả lỏng xong. Rồi, các em tiếp tục vào phần cuối cùng, phần vận dụng. Rồi, phần vận dụng hôm nay để củng cố lại kiến thức từ đầu đến giờ các em đã học, thì thầy có một số câu hỏi để các em nhớ lại cái kiến thức của mình. Thì những hình nào dưới đây thể hiện tư thế quỳ cao? Thầy có 4 hình, hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Rồi các em quan sát hình và trả lời cho thầy nha. Và đáp án của thầy đó là hình 3. Chúc mừng những em đã trả lời đúng. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục câu hỏi vận dụng thứ hai. Đó là những hình nào dưới đây thể hiện tư thế quỳ trên một chân? Các em quan sát hình nha. Hình 1, hình 2, hình 3. Cái hình đã thể hiện rất là rõ nha các em. Rồi, đáp án của thầy đó là hình 2. Và chúc mừng những em đã trả lời đúng. Sau khi học xong bài học hôm nay thì các em biết được các tư thế quỳ cao nè và quỳ trên một chân nè, để các em có thể vận dụng vào hoạt động tập luyện đồng diễn, hoạt động vui chơi, sinh hoạt đội và các hoạt động tập thể khác. Trước khi kết thúc bài học thì thầy chúc các em thật nhiều sức khỏe, ăn sai tập luyện thể dục thể thao. Rồi, chào các em.